Cách pha nước mắm chua ngọt để mát. Nước chấm chua ngọt đi kèm với đồ ăn ngon sẽ giúp kích thích vị giác của người thưởng thức rất lên rất nhiều. Nếu bạn còn thắc mắc về tỷ lệ thì hãy tham khảo hướng dẫn dưới đây nhé. Truyền thống cũng là thói quen với người Việt, trong mâm cơm gia đình phải có chén nước mắm ngọt. Không có sẽ cảm thấy rất nhạt miệng và như thiếu cái gì đó. Nếu bạn chưa biết cách làm nước mắm ngon, chua cay, mặn ngọt, đủ vị, hãy tham khảo bí quyết dưới đây ngay nhé. Nguyên liệu để làm món nước chấm chua ngọt gồm có 1 muỗng canh nước mắm ngon, nước mắm Phú Quốc, 1 muỗng canh đường, 1/2 muỗng canh nước cốt chanh, 4 muỗng canh nước lọc, 3 đến 4 tép tỏi, 1 đến 2 quả ớt băm nhỏ. Cách thực hiện như sau. Bạn cho nước mắm, ớt, tỏi, chanh, nước lọc, đường vào một chén lớn theo đúng số lượng đã chuẩn bị từ trước. Sau đó lấy 1 chiếc muỗng khuấy đều tay để cho các thành phần hòa tan vào nhau. Múc nước mắm, tỏi, ớt ra chén nhỏ và chuẩn bị ăn cơm ngay. Cho nóng bạn nhé. Lưu ý bí quyết để cho ớt, tỏi không bị chìm nổi lên trên mặt chén nước mắm. Bạn cần canh chuẩn bị theo đúng tỷ lệ 1 mặn nước mắm, 1/2 chua là chanh, 1 ngọt là đường và 4 lạt là nước. Đặc biệt, khi làm nước mắm chua ngọt, bạn cần trộn tỏi ớt với nước cốt chanh và nước trước. Sau đó cho hỗn hợp này vào chén nước mắm thì ớt, tỏi sẽ nổi lên. Nếu bạn cho ớt tỏi vào nước mắm, sau đó mới cho nước cốt chanh và nước vào chén thì ớt tỏi sẽ bị chìm xuống. Hãy cho các thành phần vào chén đúng như thứ tự nhé. Một điểm khác mà bạn cần lưu ý là tỷ lệ này chỉ mang tính chất tương đối vì nước mắm chanh đường tùy mỗi loại thương hiệu mà có độ chua mặn ngọt khác nhau. Vì thế, bạn có thể tùy vào món ăn, sở thích của gia đình mà điều chỉnh tỷ lệ thích hợp nhất.